Rồi, cho Duy Pháp Vlog xin chào các bạn nha. Hôm nay Duy Pháp quay một con cái con đường nước bơm điện, cái bơm điện mà quá là nước là mạnh quá mạnh các bạn. Nước là chạy cho mà cho vụ đông xuân các bạn. À, bơm đây cả tháng 10 cả qua tháng 2 là cắt. Đó. Ở ngoài sông có cái ghe và chở ra lúc luôn các bạn ơi, cẩm mẹp cái mũi là nước cái tràn qua tràn lại mũi luôn các bạn. Bơm nước chạy mạnh cái ghe các bạn, tràn bờ luôn, nước tràn bờ đây luôn các bạn ơi. Ghe nào chở là lúc luôn các bạn. Đó. Đây là sông Tiền nha các bạn. Nhánh ta sông Tiền, sông Dầm Nao. Nước sống nó sống nó tràn qua tràn lại các bạn. Nước theo cái vụ mà đông xuân này là tháng 10 thường thường mấy năm về trước các bạn, nó nước ở trong mà nước bây giờ vẫn còn đục các bạn. Nước còn đục mà không đục nhiều nha. Bơm cát lên cho người dân bơm cát các bạn, gấp mũi quá nước rồi. Bơm điện mạnh ghê các bạn, ào rồi. Vậy cho Duy Pháp Vlog xin kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn theo dõi, chúc các bạn ngày mới an khang thịnh vượng tốt lành nha, mạnh khỏe phát tài nha, bye bye.